Đây chính là một số các cái mặt hàng mà buổi sáng ngày mai mình sẽ đóng để gửi sớm cho các anh chị cô chú. Toàn bộ cái hàng này là mọi người đã đóng sẵn và bây giờ mình sẽ review qua về các cái sản phẩm này. Đầu tiên là cái kỷ tử. Kỷ tử thì đây là loại 1. Loại này thì là khá là đỏ. Nghĩa là đây là loại 1 rồi. 250.000 đồng một cân. À, mỗi một túi này sẽ là một lựa cân. Đấy. Mỗi một túi này là nửa cân. Cái kỷ tử này thì chúng ta có thể ngâm rượu, hoặc là ngâm rượu thì chúng ta cho vào, hoặc là nghĩa là mình ngâm kết hợp với những cái thứ khác, ví dụ ngâm, nói chung đa số các loại rượu thì có thể để cho kỷ tử được, hoặc là chúng ta có thể pha nước uống thì cái này nó giúp cải thiện về gan khá tốt. Đấy, nghĩa là nó cực kỳ tốt cho gan và nó giúp điều chỉnh cái rối loạn lipid máu, là tốt cho gan máu và nói chung là có nhiều các cái tác dụng khác nữa, nó ví dụ như hạ huyết áp này, hoặc là làm giãn tĩnh mạch. Nói chung chủ yếu là sẽ giúp chúng ta cải thiện về phần gan và phần máu. Đó, 250.000 một kg loại 1 đỏ như này. Loại 2 thì nó chỉ có 200 ngàn thôi, nhưng mà các cái hạt thì nó có rất nhiều các hạt đen, và khi mà chúng ta về mua về sử dụng thì chúng ta phải loại bỏ hạt đen khá là nhiều, nó rơi vào khoảng tầm 30% hạt đen thì chúng ta không dùng được. Tốt nhất là các anh chị cô chú lên lấy cái loại hạt đỏ này thì nó khá là tơi chứ nó không dính giống như cái loại kia. Loại kia thì khá là dính. Cái củ tam thất này, đây là cái củ tam thất mà tươi, thì cái chú này chú ấy có đặt hàng mình thì mình đã rửa sạch và ủ rượu như thế này thì mới có thể gửi được. Chú này chú ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái củ tam thất này thì rơi vào 600.000 đồng một cân, và khi mà mình làm như thế này thì vẫn phải tính cái tiền rượu này, cái tiền công thuê người để rửa cái này nữa. Đó. Và khi mà gửi bảo quản thì mình sẽ phải bọc túi bóng như thế này. Cái này tam thất tươi là 600.000 một cân, loại khoảng tầm 15-16 củ một ký đấy. Cái đương quy thì đợt này mình đa số là gửi đương quy khô, còn đương quy tươi thì nó hay bị gửi đi, nó hay bị hỏng, cho nên là mình chuyển sang mình gửi đương quy khô là nhiều. Đương quy khô thì 250 một cân. Đương quy tươi thì làm hơi đắt cách, cũng phải ủ rượu như thế này. Đấy. Cái tâm sen, cô này cô ấy khó ngủ quá, cô ấy nói mình gửi cho cô một ký tâm sen để cô ấy uống. Thì ở đây một ký tâm sen này là 200.000 đồng một ký. Đó. Tiếp theo đó là cái táo mèo. Táo mèo thì chúng ta dùng để ngâm rượu khá là ngon, cũng sắp đến cái mùa táo mèo tươi rồi. Cũng nửa tháng, một tháng nữa gì đấy. Đây là cái táo mèo khô. Thì cái này có 100.000 đồng một ký thôi. Mỗi một ký này chúng ta ngâm với 5 lít. 5 lít rượu. À, sắc nước uống cũng được, cái vị nó hơi chua chua. Táo đỏ Tân Cương thì đây là cái táo tàu, táo đỏ Tân Cương á, người ta hay gọi là táo tàu á. Thì cái này là đây là cái loại ngon này, loại này loại trung, à, loại to thì nó sẽ xốp hơn, ăn nó không 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 thể ngon như cái loại này được. Đó, loại này là 120.000 một cân. Thì anh chị cô chú có nhu cầu về táo đỏ Tân Cương chúng ta có thể vừa ngâm rượu được, à, ăn bình thường được. Mình rất hay bốc cái loại này để ăn, hoặc là chúng ta nấu nghĩa là sắc thuốc ấy, thì thường các cái thầy thuốc người ta rất hay bỏ cái táo này vào. Táo này giúp bổ sung khí huyết, bổ não tốt, phục hồi sức khỏe. Cách dùng táo đỏ thì cũng đã được ghi ở đây. Táo đỏ khô có thể dùng được các món ăn hàng ngày, nấu canh cho vào cũng được, nấu cháo cho vào cũng được, các bài thuốc hoặc là ngâm rượu thì đều có thể cho vào được. Đây là cái đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo này thì là cái loại nấm nuôi trồng. Đó. Thì cái này rơi vào là 550.000 đồng một ký. Cái trà xuân mật hồng sâm này thì khá là rẻ, không 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 đắt đâu. Cái trà xuân mật hồng sâm này rất thích hợp cho những cái người nào mà bị gan, chúng ta cần thanh lọc cơ thể ấy, uống nó vừa ngọt vừa mát thì chúng ta sử dụng cái loại này. Thì nó chỉ có 60.000 đồng một cân thôi, và
lại còn rất thích hợp với những cái quán cà phê ấy. Quán cà phê chúng ta khi mà khách vào thì chúng ta mời nước đúng không, có cái nước miễn phí thì chúng ta pha cái này uống cũng rất là ngon và nó thơm, nó có mùi của hoa bát tiên thơm cực kỳ. Đây hoa bát tiên này, và có vị ngọt của cỏ ngọt cũng như cái thành phần chính nữa, nó là cái trà sơn mật hồng sâm này. Đây những cái ngoằn ngoằn này đó, 60.000 một cân trà sơn mật hồng sâm. Cái cây thìa canh này thì dùng cho những cái người mà bị tiểu đường, những cái anh chị cô chú bị tiểu đường thì chúng ta sử dụng cái thìa canh này rất là tốt, và nó có giá là 80.000 đồng một cân này. Tiếp theo là cái lá gan, đối với những cái người mà bị bệnh viêm gan B hay là gan nhiễm mỡ hay là một số các cái bệnh về gan ấy, hay là muốn thanh lọc cơ thể thì chúng ta có thể sử dụng cái cây lá gan này. Thực ra là cái cây lá gan nó có một loại cây riêng, nhưng mà ở đây nó có thêm một vài cái lá thuốc chất dẫn nữa, thì cái này là rơi vào 80.000 đồng một gói một cân này. 80.000 đồng một gói một cân. Và tiếp theo ở đây là cái nụ tam thất bao tử, thì đây là cái loại đắt nhất, loại không có cuống. Mọi người có thể thấy ở đây là nó khá mà đẹp và cái màu nó xanh cực kỳ đẹp. Thì cái này hoàn toàn không có một tí cuống nào, là cái loại đắt nhất 700.000 đồng một cân. Ngoài ra thì còn có loại 650.000 và 600.000 một cân nữa, thì loại đó có cuống. Ở 600.000 thì có cuống và cái nụ nó hơi to một chút, còn cái 650.000 thì nó rơi vào là cuống nhỏ, có cuống và nó nhỏ. Đây là cái ba kích tươi này, ba kích tươi thì 170.000 một cân, ba kích khô thì 350.000. Thì đây là cái ba kích tươi về chúng ta có thể tách nõi ra. Ngoài ra cuối cùng ở đây thì nó có cái thuốc trị đau xương khớp của dân tộc Thái, thì cái này chúng ta cũng sử dụng khá là dễ dàng thôi. Mỗi một gói này thì chúng ta đun nước sắc uống, một gói thì chúng ta uống đun 3 ấm, nghĩa là mỗi một ngày một ấm ấy. Cái này chia làm 3, cái này chia làm 3 thì cái này nó chỉ có tầm 40.000 đồng một gói này thôi. Mỗi một gói này chúng ta chia làm 3 và uống trong vòng 3 ngày. Đó. Ở đây nó có cái thang tấn khẩn này, thì mình đã bọc cái bóng nổ này rồi để tránh nó va đập, bởi vì là trong cái thang tấn khẩn này, thang này là vừa mới bốc bởi thầy thuốc, cho nên là nó có ở trong này, nó có những cái gói rượu, một số gói rượu nhỏ nhỏ ngâm nước rượu, nên là mình phải bọc kỹ như thế này. Đó. Cái thang này là 300 ngàn, chuyên bổ thận tráng dương, gồm kết hợp rất là nhiều vị, có cả mú tần, dâm dương hoắc rồi các thứ ở trong này. Cũng giới thiệu luôn với mọi người là mình còn một cái thớt 2 năm mà cực kỳ đẹp và rất là dày, cái này dày phải hơn năm. Anh chị cô chú nào có nhu cầu thì cái giá nó không đổi, nhưng mà cái này thuộc dòng nghiến đá rất là tốt. Đó. Cái này thì cũng vẫn giá 150.000 thôi, nhưng mà cực kỳ dày và đẹp, thì mọi người có thể liên hệ nếu như cần thuốc 2 năm. Cái phí ship của nó khoảng 5-60.000 gì đấy. Đây là cái củ tấn khẩn này, chị này chị ấy đặt cái thang tấn khẩn này, nhưng mà chị ấy muốn cho một ít củ tấn khẩn này thì chúng ta thì mình bỏ vào, mình ngày mai mình gửi cho chị ấy luôn. Ok, mọi người có thể thấy rằng mình đã review qua về những cái mặt hàng mà mình ngày mai mình sẽ gửi vào buổi sáng sớm. Ok, mọi người ai có nhu cầu về cái mặt hàng nào, về từng tác dụng rồi các cái cách dùng thì đều đã được ghi ở trên những cái nhãn mác ở đây. Thì anh chị cô chú có nhu cầu thì có thể liên hệ mình qua số ở đây 0947010585, cũng như là phần mô tả mình sẽ để tất cả ở dưới đó. Hoặc là có thể nhắn tin ngay Zalo cho mình theo cũng cái số 0947010585 đó. Ok, xin kính chào các anh chị cô chú, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.